trực tiếp top 10 này. Lại chim luôn. Thì chim còn lại chim nữa. Lại cái tờ riêng luôn. Nhiều quá. Con 13 triệu á, mỏi lắm. Không có được cộng được. Cộng được. Mà đi đâu hả? Được không? Chứ chơi hỏi giữa đâu, giữa đâu có thể bây giờ. Mười con chúng ta còn 2 phút nữa. Con nào cũng mạnh đều chưa tới chiều. Cho các bạn bấm chuông bấm sau đây 053 072 079 và 99 cuối cùng 085. Vòng 6 con của chúng ta bắt đầu. Thank you.
Còn 6 con của chúng ta còn 2 phút nữa. Còn 6 con của chúng tôi đã hết giờ. Lần số con của chúng tôi rất cây rất có thể có 2 con 082 và chú chim cuối cùng là 063. Rồi dòng chung kết của chúng ta bắt đầu. Vâng, kết thúc vòng chung kết. Qua nhận xét của 4 trọng tài, của 3 trọng tài chúng tôi đã so sánh cử. Và thứ nhất thì hôm nay có chuyện 3 số 1. Hôm nay vừa có chuyện 0. Còn dòng hôm nay là nhà số cháu. Rồi, tại vì chúng tôi xin hôm nay là sắp. Thank you.
Rồi chuẩn bị quay trao giải nữa chứ.